Trong khi đó, đội bóng cùng bảng với chúng ta là Thái Lan có tới 3 trận giao hữu trước thềm vòng loại World Cup. Mặc dù vậy, điều đáng buồn là trong cả 3 trận đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Akira Nishino đều không biết đến mùi chiến thắng. Chỉ một ngày sau trận hòa trước Tajikistan, đội tuyển Thái Lan có trận đấu giao hữu không chính thức với đội tuyển Uzbekistan. Hai đội thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút với quyền thay người không giới hạn. Sau hiệp đấu đầu tiên khép lại, không có bàn thắng, Thái Lan là những người vươn lên dẫn trước trong hiệp 2. Mặc dù vậy, đó là tất cả những gì một đội bóng xứ chùa vàng làm được. Họ để cho Uzbekistan gỡ hòa chỉ 5 phút sau đó, trước khi nhận liên tiếp các bàn thua và khép lại trận đấu bằng thất bại 1-4. Ngày 3 tháng 6 tới, đội tuyển Thái Lan sẽ thi đấu vòng loại World Cup năm 2022 gặp đội tuyển Indonesia. Hiện nay đoàn quân của huấn luyện viên Nishino đang đứng ở vị trí thứ 3 bảng G với 8 điểm, kém đội tuyển Việt Nam 3 điểm.